Rồi hello anh em, thì giống như hồi sáng em có lên clip em báo với anh em đó là tiếp tục thì em về lửa tiếp nè. Đó thì hôm nay thì em về được thêm khoảng lúc trưa lúc và sáng em quay clip thì về có 10 con thôi. Thì tới trưa thì em về thêm khoảng 50 con nữa. Thì trong đó có mười mấy con đuôi dài đó, thì lát em sẽ quay mấy con đuôi dài cho anh em coi nha. Còn ở đây thì hiện tại ở đây thì lửa bổi. Thì ở đây thì em full lồng hết luôn nè anh em thấy không? Đó. Mấy cái giải lồng này em không đủ lồng luôn á mà em bỏ lồng hai con á. Thì mấy con này là lửa bổi nha. Lửa bổi thì đuôi tầm khoảng từ 16 anh em, 16 thì nhiều chứ 15 cũng ít lắm. Đó, từ 16 cho tới dưới 18 nha. Từ 16 cho tới dưới 18. Thì em bán là anh em nào mà mua một con á là 250. Còn anh em nào mà mua hai con á là 400.000 nha. Hai con là 400.000 luôn. Đó, tại vì ngày mai em cũng về thêm 100 con nữa, 100 con lửa nữa. Đó, ngày mai em về 100 con lửa với 50 con than nữa. Thì em tranh thủ giờ em lên clip em bán cho anh em để ngày mai có trống lòng thì em về tiếp. Đó thì lửa bổi nha. Đó thì nói chung thì ở đây thì nó nhiều quá nên em cũng không có quay được từng con nữa. Đó, anh em thấy không? Nó tạch kinh khủng luôn nè. Đó thì một con là 250, hai con là 400.000 nha. Đó. Thì lửa bổi, con này mấy này đang còn ăn sâu với dế chưa ăn cám nha anh em. Nhiều con rất là đẹp luôn. Lửa vùng này đẹp lắm. Lát mấy con đuôi dài nó còn đẹp hơn nữa. Đó, em sẽ quay mấy con đuôi dài cho anh em coi. Đó, đợt này về đuôi dài rất là đẹp luôn nha. Đó thì lửa bổi ở đây thì em bán một con là 250, hai con là 400.000 nha. Đó, chim đang còn ăn sâu với dế thì về anh em nhớ tập cám nha. Rồi, ok thì hiện tại thì lửa bổi ở đây em cũng còn nhiều lắm anh em. Đó. Anh em xem anh em thích thì anh em máy cho em, còn nếu mà anh em mà nuôi mà để nghe hót rồi chơi á, nó không cần đuôi dài thì anh em mua lửa bổi rồi cũng được rồi. Nhốt cái lồng nó cũng nhỏ thì nó cũng tiện. Còn anh em nào mà thích xưa giờ thích đuôi dài thì có đuôi dài luôn. Đó, hiện tại thì lửa đuôi dài ở trên thị trường nó cũng rất là ít. Đó, tại vì cái hàng này của tụi em là tự tụi em đánh bắt. Đó, tự tụi em đánh bắt. Với lại cái vùng này thì em cũng có qua trực tiếp ở bên đó thì khảo sát thì cái vùng này lửa nó cũng rất là ok. Bọ nó nhỏ nhỏ này anh thấy không? Bộ sẻ rất là nhiều luôn. Đó, sẻ rất là nhiều luôn nha. Đó, thì giọng nó cũng hay đó thì em mới cho thợ đánh. Mấy cái này thì em cũng có trải nghiệm hết rồi. Đó, em cũng có coi cái giọng nó sao thì em mới nhập về em bán cho anh em, chứ không phải mà hàng tào lao mà nhập mà qua mối lái xong cái về cái mối lái nói hay thì về anh em hay. Đó, cái này thì em đã có chơi rồi, em có nuôi luôn rồi, em có nuôi vùng này rồi. Với lại em có qua trực tiếp ở bên đó thì anh em coi nè, nếu mà anh em nào mà theo dõi cái kênh của em lâu á thì thấy em hay qua đó em chơi á. Đó, thì qua đó thì em khảo sát hết mấy cái vùng rồi, than cũng vậy luôn. Thì ngày mai thì em về rất là nhiều lửa than đều có hết đầy đủ luôn nha. Rồi thì lửa bổi anh em xem, anh em thích con bắt mấy con thì anh em cứ báo em sẽ lựa em quay Zalo cho em gửi cho anh em. Riêng ở bên em bán thì ví dụ như anh em nào mà không tới lựa được á thì em thông cảm, thì em anh em nhờ em lựa thì em cũng lựa em quay Zalo em gửi cho anh em luôn, chứ không phải mà nhiều giống như mấy cái chỗ khác mà nó quay chung rồi xong rồi anh em mua rồi người ta không có quay lại cho anh em. Ít không, hầu như là không có tiệm nào mà quay lại Zalo cho anh em luôn á. Nó chỉ có mình bên em là phục vụ tận tình thôi. Đó, rồi ok thì anh em xem anh em thích bắt mấy con thì anh em báo em nha. À quên nữa, chứ lại cũng có một số lửa lỗi anh em, lửa lỗi đuôi như thế nào thì không đủ lao nè. Đó, không đủ lao, bị gãy lao nữa thì cái đó thì em bán là 150 một con thôi nha anh em. Đó, rồi ok anh em, thì bây giờ thì em sẽ qua tiếp tục mấy con lửa đuôi dài cho anh em coi nha. Rồi thì em sẽ lên con đầu tiên nha. Con này là con lồng số 1 nha anh em. Đó, con này thì đuôi 18 cộng nha. Đó, có một chấm bông thì lấy lát em bắt ra em quay kỹ hơn cho anh em xíu. Còn cái này thì em đang thả trong lồng nè. Đó, cho anh em coi nè nha. Đó, con này thì bộ bự con nha anh em. Mắt, móng, mỏ rồi thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Chim đang còn ăn cám nha. Ủa, chim đang còn ăn sâu với dế nha anh em, chưa ăn cám. Về thì anh em nhớ tập cám nha. Đó, rồi thì con này là lồng số 1 nha anh em. Đó, đuôi 18 cộng nha. Đó, một chấm bông. Thì con này em bán cho anh em là 500.000 nha, 500.000. Rồi tiếp tục thì em qua tiếp cho anh em con số 2 nha. Rồi tiếp tục thì em lên cho anh em một con này là con lửa bông nha anh em. Đó, con này lửa bông nha, đuôi gần 19 luôn nha anh em. Đó, một con lửa bông nè, đuôi 19, 18, 9 luôn anh em. Đây, này là em đo từ chân lông ra nha. Đó, thì con này nó có một bông nha nè anh em. Để em quay cái một bông nha. Còn đuôi thì 18 mấy, gần 19. Đây, một cái chấm bông ngay mắt nè, anh em thấy không? Đó,
một bông ngay mắt nha. Đó thì con này là lồng số 1 nha anh em, lồng số 1 nha. Đó, rồi, ok. Rồi, tiếp tục thì em sẽ lên tiếp cho anh em con này là con lồng số 2 nha. Đó, con này thì lửa bổi nha anh em, lửa bổi. Con này thì đuôi 18 nha, đuôi 18. Chim đang còn ăn sâu với dế, chưa ăn cám nha anh em, lửa bổi nha. Mắt móng mỏ thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Đó, thì cái này thì con này em đuôi 18 thì con này em bán cho anh em là 350 nha, 350. Đó, cái này thì về anh em tập cám bộ trung chim nha, chân hồng móng lem nha anh em. Đó, lông mới hoàn toàn luôn nha. Đó thì con này là lồng số 2 nha anh em. Đó, con này thì đuôi 18 thì con này em bán cho anh em á là 350 nha, 350. Đó, rồi, ok. Rồi, tiếp tục thì em sẽ lên tiếp cho anh em con này là con lồng số 3 nha anh em, lồng số 3. Con này thì đuôi 19 cộng nha. Đó, con này thì đuôi có hơi tôm nhẹ xíu nè, ở bộ trung chim mà được cái dài đòn anh em. Đó, mặt cũng rất là lanh luôn nè. Đó, con này thì chân hồng móng lem nha, mắt móng mỏ tay chân rồi thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Đây, con này rất là xiên tạch luôn anh em. Đó, đây rất là xiên tạch luôn nha. Đó thì con này em bán cho anh em á, đuôi em bán cho anh em nha, 700.000 nha anh em, 700.000 nha. Đuôi rất là xiên, con này rất là xiên tạch luôn nè. Đó anh em thấy không, này bảo đảm về anh em chăm chưa kịp tập cám nữa đã hót luôn rồi. Đó, rồi, ok, lồng số 3 nha anh em, đuôi 19 cộng, giá 700.000 nha. Rồi, rồi, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em con này là con lồng số 4 nha. Đó, con này cũng đuôi là đuôi 19 cộng luôn nha anh em. Đó, nhưng mà con này thì không phải là do cái đuôi nó cong vậy đâu nha anh em, tại vì do vận chuyển á, thì bỏ trong thùng á, thì cái đuôi nó cong. Thì cái này thì về anh em tắm táp đồ dài ngày là đuôi nó thẳng ra nha. Đó, nó không có bị dập hay là bị gì hết nha anh em. Đó, có bị dập thì em sẽ nói hết cho anh em luôn. Đó, con này thì đuôi 19 cộng nè. Đó, bộ cũng trung chim. Đó, chân hồng móng lem nha. Đó, con này thì bản đuôi nó cũng tương đối là to, tại vì vùng này thì em về thì đợt này thì em về thì bản đuôi nó cũng rất là đẹp nè. Đó, con này là con lồng số 4 nha. Lồng số 4 nha anh em. Đó, anh em thấy không? Lên kèo nè. Đó. Rồi, đuôi 19 cộng nha. Đó thì con này em bán cho anh em cũng là 700.000 luôn nha anh em, 700.000 luôn nha. Đó thì anh em xem anh em thích thì anh em báo nha em. Này là lồng số 4 nha. Rồi, thì sau khi em quay cho anh em xong thì em sẽ dán số vô từng lồng hết à. Nên cái chuyện mà lộn chim thì chắc chắn là không có nha anh em. Nên anh em đừng có quay, đừng có sợ mà em quay con này xong em bán con kia cho anh em đâu. Đó, nếu mà về mà đúng chim á, đúng mà anh em coi mà không đúng giống như trên clip á, anh em cứ chỉ ra cái điểm khác biệt thì em sẽ hoàn lại đủ tiền cho anh em luôn đó. Đó, rồi, ok. Thì tiếp tục thì qua tiếp cho anh em con tiếp theo. Đây là con lồng số 5 nha anh em. Đây, con này thì bản đuôi cũng rất là to nè anh em thấy không. Đó, thì con này thì cũng là đuôi 19 cộng luôn nha anh em, đuôi 19 cộng. Đó, thì con này em bán cho anh em là 700.000 nha, cũng 700.000 luôn nha anh em, đồng giá luôn nha. Đó, thì mấy con này thì là bổi nha anh em, chưa ăn cám, đang còn ăn sâu với dế nha. Về thì anh em nhớ tập cám. Đây, bản đuôi to nè anh em thấy không, mắt móng mỏ rồi thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Đó thì con này là lồng số 5 nha anh em. Đó, đuôi 19 cộng. Đây anh em nhìn cái bản đuôi à, rất là đẹp luôn à. Đó, rồi, ok, thì giá là 700.000 nha. Đó, rồi thì em qua tiếp cho anh em mấy con nữa nha. Đó, hôm nay em về rất là nhiều luôn. Kể từ giờ trở đi hả, anh em khỏi cần sợ phải hết hàng, tại vì em về liên tục rất là nhiều luôn. Đó, lửa bổi, lửa đuôi dài là có hết nha. Rồi thì bây giờ em sẽ qua tiếp cho anh em mấy con tiếp theo nha. Rồi, ok, tiếp tục thì em sẽ lên tiếp cho anh em một con lửa đuôi 19 cộng nữa nha anh em. Đó, con này thì cũng là lửa bổi luôn nha. Đó, nhưng mà con này thì do vận chuyển anh em, cái đầu thì nó tung vô nó hơi chạy xíu. Đó, nhưng mà con này thì ở ngoài thì nó nhảy cũng ok lắm, chứ nó cũng không có đâm đầu nha. Tại vì do vận chuyển anh em nên nó nhảy nó tung vô á, cái đầu nó hơi chạy. Đó, thì con này thì bản đuôi nó cũng rất là đẹp luôn nè, anh em nhìn thấy nè. Đó, rất là xuyên tạch luôn nha. Đó, lông mới là lông mới hoàn toàn luôn nha, đuôi mà 19 cộng nha anh em. Đó, đuôi 19 cộng. Đây, thì con này là lồng số 6 nha anh em, con lồng số 6 nha. Đó, thì con này đuôi 19 cộng thì con này em bán cho anh em là 700.000 nha anh em, 700.000 nha. Bộ trung chim nha anh em, đang còn ăn sâu với dế, chưa ăn cám, về anh em nhớ tập cám nha. Đó, mắt móng mỏ rồi ok nha anh em, không tật lỗi gì hết. Thì con này là con lồng số 6. Đó, thì anh em gọi em thì anh em cứ báo số là lồng số 6 là ok rồi nha. Rồi, tiếp tục thì em qua tiếp con khác cho anh em. Thì em qua con này là con lồng
số 7 nha anh em. Đó, con lồng số 7 đây. Con số 7 cũng rất là đẹp anh em. Đó, con này mà tại vì em mới vừa về em chưa có tắm táp, chứ về anh em tắm táp lên là rất là đẹp. Con này nó đánh đuôi nó tạch rất là nhiều anh em. Này anh em nhìn thấy đó không? Đó, thì con này là lồng số 7 nha, đuôi cũng là 19 cộng luôn nha. Chim đang còn ăn ăn sâu với dế nha, chưa ăn cám nha. Về anh em nhớ tập cám. Thì con này là lồng số 7, thì con này em bán cho anh em cũng là 700.000 luôn nha anh em. 700.000 luôn. Đó, thì hôm nay thì em về rất là nhiều lửa đuôi dài luôn á. Đó, thì lát em còn 3-4 con đuôi 20 nữa, lát em quay mấy con đuôi 20 cho anh em coi luôn. Ở dưới lại một ít lửa bổi nữa. Đó, rồi ok, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. À, ở đây thì em có một con này là con lồng số 7 nha. 7 số 7 700.000 luôn nha anh em, đuôi 19 cộng là 700 hết. Rồi, đây, hàng này hôm nay anh em hỏi em rất là nhiều luôn nè. Đây là con lửa mái nha anh em. Đó, lửa mái bổi nha, đang còn ăn sâu với dế nha anh em. Đó, thì con này em đo, nãy em đo đuôi rồi 13 mấy anh em. Đó, thì mắng móng mỏ đồ ok, không trật lỗi gì hết. Đó, thì con này em bán cho anh em là 200.000 nha. 200.000 nha anh em, đang còn ăn sâu với dế nha. Đó, lửa mái bổi nha anh em. Đó, một con duy nhất, anh em nhanh tay lựa nha, nhanh tay nha anh em. Rồi, lửa mái bổi nha anh em. Rồi, ok. Rồi, ok anh em, tiếp tục em lên cho anh em ba con lửa đuôi 20 nha. Hôm nay anh em hỏi em đuôi dài rất là nhiều luôn. Đó, đây, đuôi dài nha anh em. Thì ba con này đuôi 20 cộng hết nha. Đó, có một con đuôi 20.08 luôn á. Một con 20.08, một con 20.05, một con 20.04. Đó, thì em không nhớ chính xác là con nào 20.04 hay là 20.05. Nhưng mà em nhớ chính xác có một con đuôi 20.08. Thì cái con ở ngoài bìa ở bên trái bên đây nè. Đó, ngoài bìa ở bên trái màn hình anh em nhìn vô á, đó là con đuôi 20.08 nha. Đó, thì bây giờ em lên con đuôi 20.08 trước luôn cho anh em luôn nha. Đây. Con này thì được cái thì ôm lông dài đòn. Đó. Bản đuôi thì nó cũng được thôi anh em, chứ cũng không to. Đó. Nhưng mà tướng tá rất là đẹp nha. Đó, chim khỏe mạnh, lông mới đầy đàng hoàng luôn nha anh em. Đó, con này là đuôi 20.08 nha anh em. Đuôi 20.08 thì con này em bán cho anh em á là thôi, đuôi 20 cộng nha. 20 cộng em bán đồng giá hết cho anh em luôn, 1.2 triệu con nha. Đó, thì con này là lồng số 8 nha anh em, lồng số 8. Đuôi 20 cộng nha. Đó, rất là đẹp luôn anh em nhìn thấy à. Đó, lồng số 8 nha anh em. Rồi, ok, thì con này em bán cho anh em là 1.2 triệu nha. 1.2 triệu nha anh em. Đó. Mắt móng mỏ là đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Chim đang còn ăn sâu với dế, về anh em nhớ tập cám nha. Đó, em mở tiếng máy à, anh em thấy nhiều thấy nó có thái độ không? Đó, con này là lồng số 8 nha. Rồi, ok. Tục em qua tiếp cho anh em con lồng số 9 nha. Con này thì bản đuôi to anh em. Đó, bản đuôi to, đuôi rất là đẹp luôn. Nhưng mà tại vì do vận chuyển anh em, đuôi nó cong á, thì cái con này anh em mà về anh em tắm vài ngày là đuôi nó thẳng ra nha. Đó, con này thì bộ nhỏ chim hơn con số 8 xíu. Đó, mặt cũng rất là đẹp luôn. Con này thì chân hồng móng lem nha. Đó, chân hồng móng lem nha anh em. Đó, mắt móng mỏ rồi thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Thì con này là lồng số 9 nha anh em, đuôi 20 cộng luôn nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 1.2 triệu luôn nha anh em. 1.2 triệu luôn nha. Đó, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em. Đó, rồi tiếp tục thì em qua tiếp cho anh em con này là con lồng số 10 nha. Ở lồng số 10 con này cũng là đuôi 20 cộng luôn nha anh em. Đó, con này tặc rất là nhiều luôn nè. Đó, nói chung ba con đuôi 20 hôm nay thì rất là đẹp. Đó, con này bản đuôi nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, rồi thì con này là lồng số 10. Thì con này thì cũng đoàn ăn sâu với dế, chưa ăn cám nha. Về anh em nhớ tập cám nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 1.2 triệu luôn nha anh em. 1.2 triệu luôn nha. Đó, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Đó, đây thì có ba con đuôi 20 nè. Đó. Rồi, ok, thì em cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ nha.